Thưa quý vị, báo cáo thường niên về chuyển đổi số doanh nghiệp mới đây của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy hiện chỉ có 2,2% doanh nghiệp làm chủ công nghệ, 6,2% doanh nghiệp đã hoàn thành xác định mục tiêu chuyển đổi số và chỉ 7,6% đã từng bước xây dựng kế hoạch trong ngắn và dài hạn để chuyển đổi số. Điều này cho thấy mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp vẫn tồn tại nhiều hạn chế. Theo khảo sát, quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hiện còn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu do hạn chế từ chi phí, cơ sở hạ tầng và nhân lực công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị chưa thực sự quan tâm đến chiều sâu là đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp chi tiết theo tiêu chí khoa học, rõ ràng, để từ đó có những thay đổi chiến lược kế hoạch chuyển đổi số phù hợp. Có rất nhiều cái khó khăn liên quan đến về tài chính hay là về tư vấn hay là về việc đào tạo cho cán bộ nhân viên hay là những cái khó khăn về việc lựa chọn giải pháp. Tại thành phố Đà Nẵng, thời gian qua, các doanh nghiệp cũng đã quan tâm nhiều hơn đến chuyển đổi số và xem đây là động lực để chuyển mình. Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2025, kinh tế số chiếm tối thiểu 20% GDP thành phố. Để đạt được mục tiêu này, một trong những giải pháp quan trọng mà thành phố đang triển khai là đề án chuyển đổi số, trong đó chú trọng hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số trong các doanh nghiệp tại địa phương. Rõ ràng rằng chuyển đổi số là câu chuyện mà tất cả các doanh nghiệp hiện nay phải thích ứng và phải ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh. Thì vừa qua, Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp cũng đã tổ chức các hội nghị, hội thảo liên quan đến chuyển đổi số cho cộng đồng doanh nghiệp. Hy vọng trong thời gian sắp tới thì với sự đồng hành của chính sách của thành phố, Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp cũng sẽ tiếp tục tổ chức những cái chương trình đào tạo, những cái hội nghị để cho doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp hỗ trợ giúp cộng đồng doanh nghiệp có thể chuyển đổi số một cách nhanh nhất và gia nhập thị trường một cách nhanh nhất. Tuy nhiên, bên cạnh sự hỗ trợ từ chính quyền, vẫn rất cần sự chủ động hơn nữa của doanh nghiệp để chuyển đổi số trở thành chìa khóa giúp doanh nghiệp mở ra cánh cửa thích ứng linh hoạt, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hiện nay.